Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin tổng hợp cuối ngày trên kênh ống kính hậu trường. Những phần thi đầu tiên của hot girl chứng giám Trần Thanh Tâm tại NFI 2022. Osen bất ngờ được ông xã Quốc Nghiệp hôn ngay sau màn trình diễn tại Hozo Festival. Loạt sao Việt bày tỏ tiếc nuối khi CR7 dừng chân tại World Cup 2022. Chin, BTS khoe ảnh xuống tóc trước ngày nhập ngũ. Những phần thi đầu tiên của hot girl chứng giám Trần Thanh Tâm tại NFI 2022. Từ sau khi công bố là đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, Miss Fabulous International 2022 được viết tắt với cái tên MFI, cô nàng hot girl Trần Thanh Tâm đã nhận về nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Dù không được đánh giá cao về nhan sắc, kỹ năng lẫn kinh nghiệm chinh chiến, thế nhưng hot girl chứng giám trong ngày đầu nhập cuộc cô lại khiến fan bất ngờ bởi những màn thể hiện phần thi khá tốt của mình. Trên trang cá nhân, Trần Thanh Tâm đã chăm cập nhật hành trình dự thi của mình tại MFI sau khi đặt chân đến Thái Lan. Trong những phần thi đầu tiên, người đẹp sinh năm 2000 nhận về nhiều phản hồi tích cực. Đối với phần catwalk, hot girl chứng giám có những giải bước ổn định, đánh tay vừa phải giúp tạo độ nhịp nhàng. Được biết đấu trường MFI là sân chơi mới, năm nay chỉ có 9 thí sinh góp mặt bao gồm các nước Việt Nam, Thái Lan, Serbia, Thụy Điển, Australia, Pakistan, Lào, Đan Mạch, Campuchia. Khi chuyển sang thử thách chụp ảnh chân dung với sự tác động tạt nước từ bên ngoài, đại diện Việt Nam cũng được khen cho sự bình tĩnh và những pose dáng chất lượng cao. Theo người đẹp chia sẻ, đây là phần thi quảng cáo nụ cười của bạn, nên cô đã tạo nhiều biểu cảm rạng rỡ. Dù fan Việt góp ý tạo dáng nhanh, chưa có điểm dừng khiến photographer khó bắt khoảnh khắc, nhưng cô vẫn nhận về nhiều đánh giá tích cực cho gương mặt dễ thương, tạo dáng chuyên nghiệp từ ban tổ chức. Được biết khi lên đường sang Thái Lan, top 30 Hoa hậu thể thao Việt Nam 2022 gây chú ý bởi vẻ rạng rỡ tại sân bay, song lại khiến fan lo ngại về khả năng ngoại ngữ của mình. Khi được yêu cầu thể hiện quyết tâm thi đấu bằng tiếng Anh, người đẹp 2K đã liên tục ấp úng và phải nhờ sự trợ giúp từ người khác. Khi thông báo chinh chiến đấu trường quốc tế, mỹ nhân gốc Gia Lai đã không được ủng hộ nhiều từ phía cộng đồng mạng về nhan sắc, kỹ năng catwalk, ứng xử. Cô đều kém cạnh so với những đại diện Việt Nam tại các sân chơi sắc đẹp khác. Dù vậy, người đẹp không ngừng cố gắng nhằm chứng minh thực lực bản thân. Bên cạnh những sân chơi nhan sắc trong nước, các đấu trường sắc đẹp quốc tế khi có đại diện Việt Nam tham gia đều nhận về nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Dù không đạt thành tích cao khi thi hoa hậu trong nước, song hot girl chứng giám Trần Thanh Tâm hiện chinh phục giấc mơ vương miện, bỏ qua những đánh giá thấp về nhan sắc, kỹ năng. Fan cũng hy vọng cô sẽ góp phần giúp Việt Nam tỏa sáng trên trường quốc tế. Osen bất ngờ được ông xã Quốc Nghiệp hôn ngay sau màn trình diễn tại Hozo Festival. Kể từ sau The Mask Singer, tên tuổi của quán quân Osen, Ngọc Mai lên như diều gặp gió. Tối ngày 11 tháng 12 vừa rồi, giáo viên giảng dạy thanh nhạc kiêm quán quân chương trình ca sĩ mặt nạ đã khiến khán giả ngạc nhiên khi không xuất hiện cùng những tà áo dài tha thướt, nền nã mà là một trang phục trình diễn bắt mắt, thậm chí có thể gọi là táo bạo. Osen mở đầu với bầu không khí đầy sang trọng, cổ điển của bản opera kinh điển Carmen với nền nhạc điện tử mang âm hưởng The Phantom of Opera, kế đến là bản mashup hai ca khúc cực kỳ thành công của cô trong chương trình The Mask Singer, Túy Âm, Chân Ái. Sau đó, cô khép lại màn trình diễn với hai sáng tác được Donny đóng giày cho bản thân, Muôn Vàn Khuôn Mặt và Vũ Điệu Gió. Có thể thấy, Ngọc Mai ngày càng tự tin và thần thái trên các sân khấu lớn, không chỉ gói gọn trong những đêm nhạc phòng trà nữa. Một điều bất ngờ xảy ra khi ở cuối phần trình diễn, ông xã của Ngọc Mai, hoàng tử siếc Quốc Nghiệp đã bất ngờ mang cậu con trai nhỏ của cả hai lên sân khấu để tặng Osen một bó hoa tươi thắm. Ngọc Mai và Quốc Nghiệp đã không bỏ lỡ cơ hội phát cầu lương cho dân tình khi trao cho nhau một nụ hôn đầy cảm xúc. Tuy nhiên, spotlight lại thuộc về cậu bé Giang Hùng Tâm khi thực hiện trực tiếp màn siếc khá phức tạp với Giang Quốc Nghiệp. Cả gia đình nghệ sĩ ngay sau đó đã nhận được tràng vỗ tay kéo dài từ công chúng bởi sự dễ thương, gần gũi và thân thiện. Được biết sau 4 ngày diễn ra liên tục với vô số hoạt động giải trí, các sân khấu chất lượng từ các nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế, siêu lễ hội Hozo Festival cũng đã kết thúc. Cả hai sân khấu của Hozo đêm cuối đều chật ních khán giả với rất đông bạn bè quốc tế cùng đến tham dự một lễ hội âm nhạc mang tầm cỡ khu vực như Hozo Festival. Theo thống kê của ban tổ chức, tổng cộng đã có hơn 150.000 khán giả đã đến tham dự lễ hội âm nhạc tại hai địa điểm. Loạt sao Việt bày tỏ tiếc nuối khi CR7 dừng chân tại World Cup 2022. Sau khi nhận thua với tỷ số 1-0 trước đội tuyển Maroc, đội tuyển Bồ Đào Nha chính thức dừng chân tại vòng tứ kết World Cup 2022. Huyền thoại bóng đá Cristiano Ronaldo hay được biết đến với biệt danh CR7 và đồng đội đã phải nói lời tạm biệt giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là lần World Cup cuối cùng siêu sao bóng đá thế giới góp mặt trong sự nghiệp áo số của mình.
Nhiều sao Việt bày tỏ sự tiếc nuối khi CR7 phải kết thúc sớm tại giải đấu dù cho đội bóng của anh nhận được sự kỳ vọng rất cao từ phía các fan hâm mộ. Khi trận đấu kết thúc, hàng loạt những dòng trạng thái chia buồn cùng CR7 và đội tuyển Bồ Đào Nha đã được dàn sao Việt đăng tải trên mạng xã hội. Hoa hậu Phương Nga chia sẻ hình ảnh chồng bình an khóc khi đội tuyển cùng ngôi sao anh yêu thích thua cuộc. Cô viết, oai không biết yêu anh 7 hay yêu mình, thế bảo sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất. Diễn viên Thu Trang cũng thể hiện sự tiếc nuối của mình với bài đăng kèm hình CR7 bật khóc với caption thương 7 quá 7 ơi. Nam danh hài Mạc Văn Khoa cũng bày tỏ dòng trạng thái, trận đấu cuối cùng được xem CR7 đá World Cup sẽ không còn được xem nữa. Sau này khi ngồi coi bóng đá với con mình sẽ nói rằng thời của bố có Cristiano Ronaldo. Tạm biệt anh, một huyền thoại, không chỉ dừng lại ở đó. Những cái tên nổi tiếng như diễn viên Gia Bảo, ca sĩ Trịnh Thăng Bình cũng đăng tải tâm trạng đồng cảm với đội tuyển Bồ Đào Nha. Có thể thấy, dù cho công việc, lịch trình quay phim, ghi hình bận rộn nhưng những sao Việt của chúng ta cũng có niềm đam mê thể thao và đảm bảo sắp xếp thời gian để theo dõi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này. Được biết trước khi trận đấu được diễn ra, Bồ Đào Nha được đánh giá là sáng cửa để đi tiếp khi phải đối đầu với đội tuyển Maroc được cho là yếu thế hơn ở tứ kết World Cup 2022. Thế nhưng CR7 và các đồng đội lại nhận được kết quả nghiệt ngã khi để thua với tỷ số 1-0. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nam tuyển thủ của chúng ta đã không kìm được những giọt nước mắt và gục ngã ngay trên sân cỏ. Đây là kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp mà CR7 tham dự và là lần thứ 196 anh ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, nhưng siêu sao bóng đá vẫn không thể giúp Bồ Đào Nha giành được chiến thắng trong vòng tứ kết. Trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình, Cristiano Ronaldo được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh là chủ nhân của 5 giải quả bóng vàng châu Âu và 4 giải chiếc giày vàng châu Âu. Dẫu cho kết quả không như mong đợi, phải chia tay sớm tại giải đấu lớn nhất hành tinh, nhưng CR7 sẽ luôn khiến người hâm mộ nhớ đến bởi những trận đấu đỉnh cao, những pha dẫn bóng khéo léo của mình. Cho dù không còn xuất hiện trên sân cỏ hay chọn giải nghệ, Ronaldo vẫn sẽ là huyền thoại của bóng đá thế giới và mãi là tượng đài lớn trong lòng người hâm mộ. Chin, BTS khoe ảnh xuống tóc trước ngày nhập ngũ, khiến fan hâm mộ ngỡ ngàng. Sau nhiều năm hoạt động thành công cùng BTS và trở thành ngôi sao toàn cầu, nam ca sĩ Chin sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 13 tháng 12. Thông tin này nhận được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ trên toàn cầu bởi lẽ ai nấy sẽ rất nhớ Chin trong 2 năm tiếp theo. Mới đây, Chin đã chia sẻ bức ảnh xuống tóc, chuẩn bị nhập ngũ của mình khiến cho các fan hâm mộ của anh không khỏi ngỡ ngàng. Cụ thể ngày 11 tháng 12, thông qua cộng đồng giao tiếp dành cho người hâm mộ của BTS là Weverse, Chin đã đăng bức ảnh cắt tóc trước khi nhập ngũ kèm dòng chú thích dễ thương hơn mình nghĩ. Trong tấm hình selfie, anh cả BTS thu hút sự chú ý với đường nét khuôn mặt điển trai dù để kiểu tóc kén mặt. Các fan đã nhanh chóng bình luận, đúng là người đẹp thì cạo chọc cũng đẹp, rất đẹp trai, tạm biệt Chin. Thật đau lòng chứng kiến Chin nhập ngũ nhưng anh ấy vẫn làm tôi mê mẩn kể cả khi cạo chọc. Đợi mấy giây, nhưng sau đó là cảm thấy vui vì anh cắt quả đầu như này nhưng mà vẫn cứ đẹp trai. Được biết Chin sẽ chính thức nhập ngũ vào ngày 13 tháng 12 với tư cách lính tại ngũ tại một trung tâm dành cho tân binh ở Gyeongchon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam thần tượng sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản trong 5 tuần trước khi được điều tới đơn vị lục quân của mình. Khi ngày và địa điểm nhập ngũ được tiết lộ vào tháng trước, Chin đã đăng tải bài viết trên Weverse nhằm xác nhận thông tin với người hâm mộ, cùng với mong muốn fan không tới tiễn anh nhập ngũ để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ami à, các bạn không nên đến trung tâm huấn luyện, bên cạnh tôi có rất nhiều người. Hơn nữa các bạn có thể gặp nguy hiểm nếu ở nơi quá đông đúc, Chin viết. Chin là thành viên đầu tiên trong BTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 10, Chin đã thông báo kế hoạch nhập ngũ sau khi BTS hoàn thành concert Z2 Camp tại Busan vào hồi đầu tháng 11. Anh đã đệ đơn lên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội để hủy bỏ yêu cầu hoãn nhập ngũ của mình. Quyết định của anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận kéo dài tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm rằng họ sẽ tạo điều kiện để BTS có thể luyện tập, biểu diễn vì lợi ích quốc gia mà không gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nghĩa vụ. Gần đây, sự kiện Chin đã xuất hiện trong lễ cưới của thành viên nhóm nhạc TIAZA. Chin đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Anh cũng đã kịp phát hành ca khúc Solo Diaz cho Not kết hợp cùng với nhóm nhạc Coldplay. Theo Hanteo Chart, ca khúc Diaz cho Not đã bán được tổng cộng hơn 700.000 bản trong ngày đầu phát hành. Đáng chú ý, giọng ca nhóm BTS đạt được thành tích này chỉ sau 8 tiếng. Và đây cũng là bản tin kết thúc bảng tin cuối ngày. Đừng quên share, like và subscribe kênh để cập nhật nhiều tin tức nóng hổi mới nhất của Showbiz Việt nha. Xin chào và hẹn gặp lại!